ngày hôm nay thì uh, tôi cũng muốn hướng dẫn uh, tôi muốn chia sẻ những cái hướng dẫn mới nhất uh, cập nhật về chẩn đoán cũng như là điều trị uh, các bệnh lý tổn thương phổi kẽ mà có nguồn gốc từ các bệnh tự miễn và như quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp cũng biết bệnh phổi kẽ là một nhóm các rối loạn không đồng nhất được xếp cùng nhau do có sự tương đồng về các triệu chứng lâm sàng về chẩn đoán hình ảnh và mô bệnh học và cái thuật ngữ mô, mô kẽ ở đây thì uh, hàm ý chỉ đến những cái rối loạn bắt đầu từ những cái tổn thương khoảng kẽ nhưng cũng có thể bao gồm những cái tổn thương ở phế nang và tổn thương của đường thở và trong cái phần này thì nội dung của bài của giáo sư Đinh Anh Xanh Anh Tuấn sẽ cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về cái sinh bệnh học về bệnh lý phổi kẽ và cái này cũng là những cái khó khăn trên lâm sàng của chúng ta với những cái rất nhiều những cái nhóm bệnh nhân mà nó có tương đồng về lâm sàng về chẩn đoán về hình ảnh và mô bệnh học thì đấy là những cái thách thức đối với các bác sĩ lâm sàng về chẩn đoán và điều trị với những cái hướng dẫn mới nhất thì về phân loại các bệnh lý các nhóm nguyên nhân của uh, bệnh lý phổi kẽ với cái tổng số sắp xỉ khoảng 200 nguyên nhân thì chúng ta cũng thấy rằng là cái nhóm nguyên nhân đầu tiên đấy là uh, tổ viêm phổi kẽ mà uh, chưa rõ nguyên nhân nhóm thứ hai nữa là tổn thương phổi kẽ liên quan đến các bệnh tự miễn nhóm tiếp đấy là viêm phổi tăng cảm uh, sacrosis và uh, những cái nhóm và nguyên nhân có cái tổn phổi kẽ còn lại như là có liên quan đến thuốc rồi uh, ô nhiễm rồi những cái bệnh lý về mạch, bạch mạch vân vân. Và trong cái phân loại này thì các nghiên cứu cũng cho thấy rằng là khoảng 20% những cái bệnh lý phổi kẽ ở Mỹ và châu Âu thì có liên quan đến bệnh lý hệ thống. Và đây là cái nhóm bệnh mà tôi muốn trình bày trong cái nội dung bài ngày hôm nay với những cái cập nhật về chẩn đoán và điều trị. À, đầu tiên thì đưa vào cái can lâm sàng, à, bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị ở tại trung tâm mốt bệnh viện Bạch Mai. Đây là một bệnh nhân nữ 63 tuổi. À, bệnh nhân này đi khám rất nhiều lần à, với những cái triệu chứng duy nhất đấy là ho kéo dài nhiều đợt trong vòng 5 năm nay. Ngoài ra thì bệnh nhân không có các triệu chứng rối loạn nào khác. Và trên và với những cái triệu chứng ho kéo dài như vậy thì cái tiếp cận của các bác sĩ chuyên ngành hô hấp đấy là bệnh nhân sẽ được chụp các lớp vi tính độ phân giải cao và đây là cái hình ảnh của à chụp các lớp vi tính độ phân giải cao với những cái hình ảnh điển hình của NSIP uh, của UIP và uh, có những cái tổn thương tập trung ở phía đáy của uh, thì phổi hai bên. Và, và đây là cái phim chụp bệnh nhân khi mà đến khám vào tháng 6 năm 2023 và uh, tóm lại đây là những cái tổn thương mà uh, nghĩ nhiều ưu thế với ẩm có, có, có UIP ở đáy phổi hai bên, một vài cái hình ảnh dẹp phổi và di chứng của tổn thương OP cũ, à, tổn thương ở dưới màng phổi và cái này thì à, với phân tích của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh của hội đồng hội trần của bệnh viện Bình Mai thì nghĩ đến một cái bệnh lý tự miễn à, vì là thấy những cái tổn thương này thì kèm theo với cái vị trí thì có hình ảnh tổn thương ở bờ trước ở à, thùy trên bên phải à, tổn thương tổ ong và kèm theo có cái phế quản giãn có kéo à, tầm soát về cái bi lăng các bệnh Uh, theo hướng dẫn thì cũng thấy rằng là làm ana miễn dịch quỳnh quang thì âm tính chỉ có cái uh, dsdna dương tính đơn độc và không đủ tiêu chuẩn để chuẩn đoán bất kỳ một cái bệnh lý tự miễn gì và cuối cùng hội đồng quyết định là uh, chuẩn đoán là uh, cái viêm, viêm phổi kẽ mà nghĩ nhiều đến do bệnh lý tự miễn và chưa theo dõi và chưa có điều trị gì. Sau đấy 6 tháng sau vào tháng 1 năm 2024 thì uh, Trong quá trình theo dõi thì bắt đầu bệnh nhân có biểu hiện của uh, đau khớp cổ tay và khớp gối hai bên làm các xét nghiệm về RF và anti CCP thì có chẩn đoán rõ rệt và cuối cùng thì bệnh nhân được chẩn đoán là tổn thương phổi kẽ ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp và bệnh nhân bắt đầu được tiếp cận điều trị và với ca lâm sàng như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là trên thực tế lâm sàng là những bệnh nhân tổn thương phổi kẽ do các bệnh lý tự miễn thì có thể là được xuất hiện ở sau khi đã được chẩn đoán các bệnh uh, nguyên nhân nhưng mà có thể là tổn thương phổi kẽ là biểu hiện đầu tiên cũng như là duy nhất của uh, các bệnh tự miễn và cuối cùng đấy là có thể dưới cái dạng như cái ca lâm sàng mà bác sĩ phương cũng chia sẻ đấy là uh, viêm phổi kẽ mà nghĩ nhiều đến uh, nghĩ là, là do bệnh tự miễn nhưng mà chưa có bằng chứng để là chẩn đoán cái uh, bệnh lý nguyên nhân là gì và như vậy thì với cái tổn thương viêm phổi kẽ tự miễn thì các hướng dẫn cũng đã đưa cho thấy rằng là nó gặp độ khoảng sấp xỉ khoảng 40% những cái bệnh nhân mà tự miễn. Với con số này thì rõ ràng đưa mơ lời cảnh báo là các bác sĩ khi tiếp cận những cái bệnh nhân mà bệnh tự miễn thì phải nghĩ đến để tầm soát cái tổn thương phổi kẽ. À, tổn thương thường gặp và nặng, nó là một trong những yếu tố tiên lượng nặng và có thể dẫn đến sơ phổi tiến triển. À, bệnh uh, tổn thương vùi kẽ có thể xảy ra những bệnh nhân bệnh tự miễn có thể từ trước hoặc là có thể là biểu hiện đầu tiên hoặc biểu hiện duy nhất Và đặc biệt nữa là với cái tổn thương vùi kẽ ở trên bệnh lý tự miễn thì đây là một yếu tố tiên lượng xấu Làm giảm chất lượng cuộc sống cũng như là tăng cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân Vâng thì đây là những cái đặc điểm mà cái nhóm mà viêm phổi uh, kẽ tự miễn và với cái tỷ lệ viêm phổi kẽ tự miễn trong các bệnh lý hệ thống thì chúng ta trên slide chúng ta cũng thấy rằng là với tỷ lệ các bệnh lý mà tự miễn thường gặp như là sơ cứng bì, bệnh tổ chức liên kết, viêm đa cơ, viêm khớp dạng thấp cũng như là hội chứng sogren hay là lupus ban đỏ hệ thống thì chúng ta cũng thấy rằng là trần chẩn đoán thì trên phim chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao với cái tổn thương biểu hiện lại chủ yếu là NSIP rồi OP và cuối cùng dẫn đến có thể là có UIP trên phim chụp cắt lớp vi tính và đây là những cái đặc điểm trên phim chụp cắt lớp vi tính mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải nghĩ đến để chúng ta chẩn đoán ở những nhóm mà bệnh lý hệ thống và trên slide này cũng đã cho thấy những cái tỷ lệ mà tổn thương phổi kẽ ở trong từng nhóm bệnh ví dụ như là sơ cứng bì thì qua các nghiên cứu có thể chiếm tỷ lệ từ 70 đến 90% so với các nghiên cứu bệnh của tổ chức liên kết từ 20 đến 85% À, viêm da cơ là 15 đến 70 phần trăm viêm khớp dạng thấp với cái dao động là từ 4 đến 68 phần trăm hội chứng so là 10 đến phần và à, bệnh lý hệ thống thì, thì à, bệnh à, lúc ban đỏ hệ thống thì tỷ lệ thấp hơn là 2 đến 10 phần trăm và với cái số liệu này với từ các nghiên cứu thì cũng giúp cho các sĩ Lâm sàng chúng ta à, nghĩ rằng là à, chúng ta phải nghĩ đến những cái nguyên nhân phổi kẽ để tìm ở trong những nhóm mà những cái bệnh à, tổ chức liên kết bệnh à, tự miễn mà có nhiều cái à, mắc cái tỷ lệ về bệnh lý phổi kẽ À, tiếp đến là tiến triển của tổn thương phổi kẽ thì chúng ta cũng thấy là cái tiến triển cuối cùng đấy là sơ hóa phổi và với cái việc mà sơ hóa phổi như vậy thì đây là cái phần mà kết cục cuối cùng ở những cái nhóm bệnh nhân này thì trên slide thì cũng đã cho thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà có Tổn thương vội kẽ liên quan đến bệnh lý tự miễn thì hầu hết tất cả các nguyên nhân thì đều có cái tiến triển cuối cùng. Cái phần mà màu xanh ấy, thì đấy là đại diện cái tỷ lệ ước tính của những cái bệnh nhân mà có tiến triển về sơ phổi vô căn dựa trên những ý kiến chuyên gia. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là à, viêm phổi dạng thấp cũng như là sơ cứng bì rồi sau đấy là bệnh của tổ chức liên kết. Đây là những cái nhóm bệnh nhân mà có cái kết cục cuối cùng sơ phổi à, với tỷ lệ cao nhất. Vâng thì trên slide này thì cũng đã hướng tới những cái nghiên cứu đấy là về ước lượng của tổn thương phổi kẽ ở bệnh nhân CTD đấy là khoảng à 18% và từ đấy thì chúng ta cũng thấy rằng là trên sơ đồ thì với cái tỷ lệ của các bệnh tổ chức liên kết và đặc biệt nữa là cái vòng bên trong này là cái vòng mà à, những cái bệnh lý mà nó có nguy cơ là tiến triển đến sơ hóa đây là một trong những yếu tố à, tiên lượng bệnh nặng và vì thời gian không cho phép cho nên là à, bác sĩ Vương cũng à, xin lướt nhanh rồi tiếp đến là về cái tiên lượng tử vong của tổn thương phổi kẽ thì chúng ta thấy rằng là tổn thương phổi kẽ càng nhiều tiên lượng càng nặng và đặc biệt là sơ hóa thì cũng cho thấy rằng là cái nguy cơ tử vong nó tăng cao ở nhóm bệnh phổi kẽ này thì trên slide là là một cái kết quả của hai cái nghiên cứu một là của nhóm bệnh nhân bị sưng ứng bì và thứ hai nữa là viêm khớp dạng thấp thì qua kết quả những nghiên cứu cũng cho thấy rằng là nếu bệnh nhân xuất hiện sơ phổi với cái mức độ nhẹ trung bình và nặng thì cũng làm tăng cái nguy cơ tử vong cũng như vậy với viêm khớp dạng thấp thì những cái bệnh nhân mà không có tổn thương phổi kẽ thì tiên lượng tốt hơn rất nhiều so với cả những cái bệnh nhân mà có tổn thương phổi kẽ à, tiếp đến là với những cái tỷ lệ mắc cũng như là cái gánh nặng bệnh tật của tổn thương phổi kẽ như vậy thì rõ ràng nó đưa đến cho những cái khuyến cáo cho các bác sĩ lâm sàng chúng ta đấy là phải nghĩ đến, phải sàng lọc, phải chẩn đoán tổn thương phổi kẽ ở những cái bệnh nhân mà có bệnh tự miễn. À, thì với những cái khuyến cáo mới nhất đấy là của hội lồng ngực Mỹ, của hội lồng ngực Nhật cũng như là của uh, của hội uh, hội uh, thấp khớp học của Mỹ uh, vào năm 2023, 2020 thì cũng đã đưa đến những cái đồng thuận đấy là đối với cả sơ cứng bì thì đồng thuận đấy là phải khuyến cáo sàng lọc tổn thương phổi kẽ bằng HRCT càng sớm càng tốt và và cái này là cái mà hướng dẫn lâm sàng. À, tiếp đến là đối với cả những cái bệnh lý tự miễn khác thì uh, yêu cầu là sàng lọc EOD nếu có các yếu tố nguy cơ và đặc biệt nữa là có các triệu chứng về hô hấp và thì cái này là cái mà những cái khuyến cáo mới nhất và đưa đến cho các bác sĩ lâm sàng chúng ta uh, một cái thông điệp đấy là chúng ta phải nghĩ đến để sàng lọc với cái nhóm đối tượng này về uh, À, những cái yếu tố, cái triệu chứng lâm sàng mà chúng ta sẽ phải hướng tới các bệnh tổn thương phổi kẽ ở bệnh tự miễn à, thì các hướng dẫn cũng cho thấy rằng là những cái, cái biểu hiện lâm sàng chúng ta cũng dường thường gặp giống như bệnh phổi kẽ thôi đấy là bệnh nhân ho khan, ho có đờm, bệnh nhân có biểu hiện của triệu chứng khó thở khi gắng sức và khó thở khi gắng sức đều chúng ta không giải thích bởi những cái nguyên nhân khác à, nghe phổi thì thông thường thấy là sẽ nghe thấy ran nổ và đặc biệt nữa là các bác sĩ cần phải luôn nghi ngờ là bệnh nhân có tổn thương phổi kẽ và tìm ở những cái bệnh nhân nhóm tự miễn này vì các thể lâm sàng đấy bệnh nhân có thể là không có các biểu hiện triệu chứng lâm sàng thường gặp giống như là cái ca lâm sàng mà bác sĩ Phương cũng chia sẻ đầu tiên đấy là bệnh nhân chủ chỉ có triệu chứng của hốt thôi không có ở cái giai đoạn sớm chưa có biểu hiện của viêm khớp dạng thấp để các bác sĩ có thể là nghĩ đến để sàng lọc để tìm À, các triệu chứng lâm sàng thường thì không đặc hiệu, âm thầm và à, rất dễ bị bỏ sót thì à, cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải nghĩ đến và chúng ta đi tìm. À, rồi đặc biệt nữa là trên lâm sàng với những các bệnh lý tự miễn thì cái việc mà khám bệnh nhân hay là có những cái bài chia sẻ của đồng nghiệp tôi là bác sĩ Vũ Thị Thu Trang khi mà báo cáo thì cũng nói là chúng ta nên cầm cầm tay với bệnh nhân, tức là chúng ta phải tìm rất kỹ ở trên bệnh nhân những cái dấu hiệu của tổn thương da ví dụ như bệnh lý tự, tự miễn thì trên hình ảnh đấy là những cái tổn thương mà bất thường ở ngoài da tức là sần sần da dày da lên à, đấy là sần gót trông ở vị trí của các khớp cũng như là ở khỉu thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là chúng ta phải tìm chúng ta kiếm trên lâm sàng đặc biệt là các bác sĩ hô hấp đó thì chúng ta mới định hướng được hoặc là những cái bất thường ở vùng mặt những cái ban hồng tím rồi phù ở quanh mắt hoặc là những cái dấu hiệu v ở trên cổ thì trên thực tế lâm sàng chúng tôi gặp rất nhiều những cái trường hợp mà vào không có những cái chỉ có triệu chứng của hô hấp nhưng mà khi mà mình thăm khám kỹ thì mình sẽ phát hiện ra những cái tổn thương ngoài da và mình định hướng đến cái nguyên nhân cũng như vậy những là tình trạng mình phải khám đầu ngón tay xem là có giãn mạch không rồi soi giãn mạch ở quanh màu và đặc biệt nữa là hỏi và tìm những cái dấu hiệu như là hội chứng Raynaud thì đây là những cái triệu chứng mà thường gặp trong bệnh lý tự miễn các bác sĩ hô hấp chúng ta nếu mà bỏ qua hoặc là chúng ta cũng không có kinh nghiệm thì nhiều lúc là sẽ bỏ sót và hội đồng hội trần của chúng tôi thì uh, có rất nhiều các chuyên khoa cho nên là có những trường hợp khó bác sĩ hô hấp đã khám rồi nhưng mà chúng tôi vẫn mời các chuyên gia về miễn dịch dị ứng cũng như là về cơ xương khớp để các đồng nghiệp khám lại vì có những cái dấu hiệu nó rất kín đáo chứ không phải trường hợp nào nó cũng rõ rệt như vậy À, tiếp đến là với cái chẩn đoán tổn thương phổi kẽ thì như quý đồng nghiệp cũng biết biết đấy là những cái hình thái tổn thương trên HRCT nó rất quan trọng trong cái việc là chẩn đoán tổn thương phổi kẽ cũng như là định hướng các nguyên nhân và à, cũng với cái tổn thương UIP, NSIP và OP đây là những cái tổn thương mà rất rất là thường gặp ở những bệnh nhân phổi kẽ và các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sẽ định hướng giúp chúng ta À, trên slide này là à, tổng kết lại những cái hình thái tổn thương trên HRCT và đây cũng là cái căn cứ khi mà chúng tôi triển khai cái hội đồng hội trần thì các đồng nghiệp của chúng tôi à, về trần đoán hình ảnh sẽ phân tích cho toàn bộ hội đồng đấy là những cái tổn thương dạng gì và hướng tới các bệnh lý hội thống thì chúng ta cũng thấy rằng là UIP rồi NSIP rồi OP rồi những cái bệnh lý về chảy máu phế nang tổn thương đường thở nốt và màng phổi thì ở phía bên tay phải của cái bảng này cũng cho thấy rằng là à, đây là thứ tự lần lượt của những cái bệnh lý hệ thống như là à, viêm khớp dạng thấp thì tổn thương hay gặp nhất đấy là UIP hoặc là à, rồi tiếp đến là NSIP và OP à, rồi sơ cứng bì thì gặp nhiều đấy là NSIP đúng không ạ? hoặc là như là à, viêm da cơ thì NSIP cũng là nổi trội rồi kèm theo là OP và à, với cái uh, viêm uh, bệnh lý uh, về lupus ban đỏ hệ thống thì chúng ta cũng thấy là ngoài NSIP thì cũng có thể kèm theo chảy máu phế nang cũng như là bệnh lý màng phổi. Vâng thì cái trên cái bảng này thì tôi cũng muốn rằng là tóm tắt lại để chúng ta các bác sĩ lâm sàng chúng ta uh, cùng với các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh để chúng ta định hướng xem là cái nghĩ nhiều đến CT-LID những cái bệnh viêm tự miễn do so, có tổn thương phổi kẽ để chúng ta từ đấy mới đưa được ra các đường hướng để đi tìm để phát hiện và những cái hình thái tổn thương trên hrct mà các đồng nghiệp về chẩn đoán hình ảnh luôn luôn trao đổi với các bác sĩ lâm sàng đấy là vị trí của tổn thương rồi thì hình ảnh nó hướng tới như nsip rồi uip đúng không và những cái tổn thương kèm khác rồi những mô tả về vị trí về đối xứng ví dụ như là ctld thì thường lên xuyên là có thể là gặp những cái tổn thương ở thì trên ở phổi ở phía trước của thùy trên hai bên rồi thì có thể là hình ảnh mà đặc biệt của hình ảnh tổ ong mà nó điển hình của CT-LID cũng như là những cái tổn thương mà OP nó tạo thành những cái hình dạng thì những cái này là những cái mà dựa vào những nghiên cứu và những cái mô tả của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh người ta định hướng được là đây là nghĩ nhiều đến CTLD định hướng cho các bác sĩ lâm sàng tiếp đến là cái vai trò của các kháng thể tự miễn thì trong các hướng dẫn của thế giới cũng như là hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam phát hành năm 2023 thì cũng đã đưa đến nhận định được cái vai trò của các kháng thể tự miễn trong cái chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt và đặc biệt nữa là có cái giá trị tương lượng với những cái tiếp cận từng bước và với cái tiếp cận từng bước này thì chúng tôi cũng thấy rằng là trên lâm sàng nó rất có ý nghĩa những cái trường hợp không phải là tất cả những bệnh nhân vào chúng ta đều làm một loạt các kháng thể tự miễn vì làm như vậy thì nó sẽ có thể là những cái kết hợp với lâm sàng nữa chúng ta sẽ tiếp cận để làm thế nào dần dần chúng ta có thể là đưa đến một cái quyết định chẩn đoán cuối cùng đây là CTID và cũng rất cần thiết đấy là để chúng ta phân biệt với những cái tổn thương phổi ví dụ như có UIP để xem là có phải sơ phổi vô căn hay không và đặc biệt nữa là với uh, giá trị tiên lượng vì những cái marker, những cái kháng thể tự miễn nó cũng sẽ thấy rằng là cảnh báo là à những cái này nó có nguy cơ nghiêm trọng hay không ví dụ như là những cái bệnh nhân mà uh, hội đồng hội trần chúng tôi hay gặp là bệnh nhân có viêm da cơ nhưng mà lại có các kháng thể tự miễn mda năm dương tính chẳng hạn thì cái tiên lượng nó vô cùng là nặng hay là lâm sàng để là nó như vũ bão và cái nguy cơ tử vong là rất cao và khi thấy MDA5 thì bác sĩ hô hấp bệnh viện bệnh Mai thì thường hoảng hốt là căng thẳng rồi và thì cái đấy là cái mà cái vai trò của kháng tự miễn nó rất quan trọng trên thực tế lâm sàng và thì trên slide này cũng lại một lần nữa nhắc đến thì chúng ta cũng thấy rằng là cái phức tạp của cái việc mà mình chẩn đoán CTRD, đúng không ạ? và chúng tôi cũng thường xuyên là được các bác sĩ với cái kinh nghiệm chẩn đoán bệnh lý hệ thống bệnh lý cơ xương khớp cũng như là miễn dịch đấy là phân tích với từng trường hợp một với những cái chỉ xế tự kháng thường gặp thì chúng ta định hướng và chúng ta tiếp tục đi tìm vì nó nó có trùng lấp có những cái bệnh thì nó có những cái uh, tự miễn nó dương tính nó giống nhau đúng không ạ thế thì cái đấy là cái mà chúng ta sẽ dần dần chúng ta tiếp cận thì chúng ta có thể là đưa đến một cái chẩn đoán xác định cuối cùng cho bệnh nhân Uh, và trên thực tế lâm sàng thì với những cái vai trò của cái uh, kháng thể tự miễn như vậy Thì chúng ta cũng có bộ xét nghiệm Profile 23 rồi uh, panel Viêm Đa Cơ Thì cái đấy là cái mà chúng ta sẽ chỉ định trên thực tế lâm sàng về nội soi phế quản thì đối với cái vai trò trong chẩn đoán CTLD như thế nào nó không giúp cho chẩn đoán bệnh tuy nhiên thì chúng ta cũng biết là với CTLD thì bệnh nhân dùng các corticoid dùng các thuốc ức chế miễn dịch là cái điều trị à, trong các phác đồ thì rất có nguy cơ mà nhiễm trùng cho nên cái vai trò của các bác sĩ hô hấp chúng ta vai trò của hội đồng hội trận đấy là chúng ta phải loại trừ những cái căn nguyên nhiễm khuẩn như là lao rồi nấm rồi những cái virus và cái đấy cũng rất quan trọng trong cái việc là để uh, giúp cho chúng ta à, cái phác đồ điều trị về sau như thế nào nếu mà có tổn thương vùi kẽ mà lại kèm theo những cái nhiễm trùng này thì cái phác đồ chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc hoặc là chúng ta sẽ phải điều trị triệt để những cái nhiễm khuẩn không thì uh, những cái tác dụng phụ đấy là làm cho cái nhiễm trùng bùng phát thì đây là cái vai trò của nội soi phế quản trong cái nhóm bệnh này À, trên slide này thì nói đến cái sơ đồ chẩn đoán của LID, đúng không? chúng ta cũng thấy rằng là CT LID thì cũng sẽ tuân thủ theo cái sơ đồ uh, hướng dẫn tiếp cận cái chẩn đoán nguyên nhân của tổn thương phổi kẽ và đặc biệt nói đến cái vai trò của hội đồng hội trần đa chuyên khoa nó rất rất quan trọng vì với cái đặc điểm là cái triệu chứng hô hấp thì nó không đặc hiệu nó có thể xuất hiện khi mà 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 chỉ có triệu chứng hô hấp thôi không có cái triệu chứng của CT LID rồi uh, tổn thương phổi kẽ thì gặp do rất nhiều các bệnh nguyên nhân của CT -LID và à, tiếp đấy là nó có rất nhiều những cái tương đồng cho nên là cái vai trò hội đồng chuyển đa chuyên khoa thì cũng đã được các hướng dẫn à, trên thế giới nói rằng rất rất quan trọng trong khi mà mình tiếp cận chẩn đoán LID ở bệnh nhân à, à, bệnh tự miễn LID ở bệnh nhân bệnh tự miễn à, tôi xin phép được điểm qua về những cái nhóm nguyên nhân mà tiên lượng nặng À, khi mà ctod mà có tổn thương phổi kẽ đầu tiên là chúng ta nói đến cái viêm à, viêm phổi kẽ mà có nghĩ đến là do tự miễn thì đây là những cái trường hợp mà lâm sàng rất khó khăn đấy là triệu chứng lâm sàng cũng như là xét nghiệm rồi trần đoán hình ảnh nó không rõ ràng và chúng ta không định hướng chúng ta chỉ nghĩ đến là cái bệnh tự miễn thì nó có ít nhất từ một đặc điểm ít nhất hai đặc điểm về lâm sàng cũng như huyết học và trở nói hình ảnh như cái ca đầu tiên trong cái giai đoạn mà chưa có biểu hiện ở các cơ quan khác thì cái này là cái mà uh, cái, cái bệnh lý mà chúng ta cũng rất thường gặp uh, tiếp đến là trong sơ cứng bì thì uh, tổn thương phổi kẽ uh, tiên lượng kém tỷ lệ tử vong cao và đặc biệt nữa là các yếu tố nguy cơ gây tổn thương phổi kẽ một là chúng ta sẽ gặp trong những sơ cứng bì toàn thể khởi phát bệnh khi bệnh nhân lớn tuổi, thời gian khởi phát sớm trong 5 năm đầu tiên và đặc biệt nữa là cái kháng thể kháng uh, SL70 dương tính thì cái này là chúng ta sẽ phải nghĩ đến là bệnh nhân này có uh, tổn thương phổi kẽ. Tuy nhiên thì với hướng dẫn mới nhất thì người ta cũng khuyến cáo là vì cái tỷ lệ mà nó rất cao như vậy cho nên là chúng ta sàng lọc 100%. Với viêm khớp dạng thấp thì chúng ta cũng thấy rằng đây là một cái nhóm tổn thương phổi kẽ nó tiên lượng nặng và các yếu tố nguy cơ mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải nghĩ đến là phải sang lọc, phải tìm. Đấy là bệnh nhân nam giới, hút thuốc lá, tuổi 50-60 tuổi, có hoặc là có yếu tố RF hoặc Anti-CV dương tính, cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ của, của LID. Rồi thời gian mắc bệnh, viêm khớp dạng thấp kéo dài và viêm khớp dạng thấp thể hoảng, hoạt động mạnh thì đây là những cái yếu tố nguy cơ mà uh, bệnh nhân viêm cơ dạng thấp có thể có ID và chúng ta phải nghĩ tới chúng ta tìm ở bên cạnh đấy về tỷ lệ mắc cũng như là tiên lượng nặng thì chúng ta đã nhắc lại trong cái uh, phần trên rồi uh, viêm phổi uh, kẽ trong viêm da cơ viêm da cơ thì chúng ta cũng thấy là cũng rất thường gặp và đặc biệt nữa là người ta cũng định hướng đấy là cái kháng thể kháng MDA5 kháng Cytata kháng BMSL và kháng Ro52 là những cái mà chúng ta các bác sĩ lâm sàng chúng ta nghĩ đến viêm uh, viêm da cơ nhưng mà phải bắt buộc là phải sàng lọc hội kẽ nếu mà có những cái xét uh, nghiệm về miễn dịch kháng thể như vậy và cũng như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tỷ lệ mắc uh, thì chúng ta có uh, trên HRCT là viêm phổi tổ chức khổ kẽ rồi viêm phổi kẽ thông thường hay là viêm phổi kẽ không đặc hiệu thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tổn thương hai dây rất phức tạp. À, như vậy thì những cái thách thức trong chẩn đoán của CTID là những cái gì? Một là bệnh nhân có nhiều bệnh nhân có biểu hiện các triệu chứng không điển hình, có các bệnh tự miễn cho nên khó xác định các tổn thương uh, của viêm phổi và cái này rất cần những cái bác sĩ chẩn đoán hình ảnh mà phải chuyên khoa về tổn thương phổi kẽ thì mới giúp được các bác sĩ lâm sàng chúng ta chứ không phải là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nào cũng có nhiều kinh nghiệm để có thể phân tích được nhiều bệnh nhân có tổn thương phổi kẽ trên hrct nhưng lại không có biểu hiện lâm sàng cái này chính là cái mà bỏ sót à, trên thực tế cho nên chúng ta phải à, sàng lọc về những yếu tố nguy cơ để chúng ta đi tìm khó khăn trong đánh giá ảnh hưởng của viêm phổi kẽ trên bệnh nhân đặc biệt là đánh giá về tiên lượng cũng như là lựa chọn cái phác đồ điều trị phù hợp như thế nào như trong phần trước tôi cũng chia sẻ đấy là cái vai trò của nội soi phế quản cũng như là các bác sĩ băn khoăn là à cái này có những cái đồng mắc uh, bệnh uh, mắc phải hay không vi khuẩn virus hay nấm À, tiến triển của các tổn thương phổi trong bệnh tự miễn và các tổn thương kết hợp như tăng đông một phổi, bệnh lý đường thở thì đấy cũng là những cái tổn thương à những cái uh, làm cho tiên lượng nặng và những cái thách thức trong uh, điều trị cũng như chẩn đoán. À, phần cuối là tôi đề cập đến cái vấn đề mà những cái phát đồ điều trị uh, mới nhất đối với cả nhóm mà CT, lid thì uh, rõ ràng là CTD thì uh, các bệnh lý tự miễn thì cũng đã có cái phát đồ uh, chuẩn chỉnh của cái nhóm nguyên nhân này rồi à, nhưng mà với những cái hướng dẫn mới nhất thì người ta cũng đã đề cập đến những cái phác đồ điều trị khởi trị như trên slide là à, phác đồ điều trị uh, uh, khuyến cáo khởi trị của hội thấp cấp học của Mỹ vào năm 2023 thì cái phước lai đầu tiên đúng không? với cái nhóm bệnh của sơ cứng bì uh, của viêm da cơ của bệnh mô linh kết cũng như là viêm cấp giác thấp của chứng sơ thì chúng ta đều thấy là có những cái phác đồ hướng dẫn cụ thể và đề nghị các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải đối chiếu vào những cái phác đồ như vậy để khi bắt đầu khởi trị cho bệnh nhân cũng như vậy với cái phác đồ tiếp nối điều chỉnh phác đồ của những cái bệnh nhân mà sau khi điều trị mà thấy rằng là bệnh nó tiến triển thì bắt buộc là à, chúng ta cũng sẽ phải điều chỉnh những cái thuốc mà phác đồ chung như là à, thuốc có tự ít thuốc ức chế miễn dịch rồi thuốc sinh học đúng không? thì đấy là những cái phác đồ mà chúng ta sẽ phải cập nhật đối với từng nhóm bệnh nhân của chúng ta thì à, cái việc này là cái hội đồng hội trần chúng tôi thường xuyên phải đưa ra sau khi chẩn đoán được rồi rất khó khăn nhưng mà lực mình lại phải cập nhật những cái hướng dẫn để chọn phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân của chúng ta theo cái cá thể hóa theo cái tiến triển theo cái đáp ứng của điều trị À, theo những hướng dẫn mới nhất thì à, vì thời gian không cho phép cho nên là tôi cũng không đi chi tiết vào nhưng mà ở đây chúng tôi cũng muốn hướng dẫn đến à chia sẻ với các quý vị đồng nghiệp đấy là những cái hướng dẫn mới nhất người ta cũng đã quan tâm đến cái phác đồ điều trị của CT uh, CTD LID bên cạnh cái việc là những cái phác đồ chuẩn của CTD. và và với cái bệnh lý viêm da cơ có tổn thương phổi kẽ của uh, hội uh, Nhật Uh, mà hội hô hấp của Nhật Bản vào năm 2024 thì người ta cũng đã đưa ra những cái lưu đồ mà rất là chi tiết và cái này thì chúng tôi cũng thấy muốn chia sẻ ra đây vì là uh, trên thực tế thì chúng tôi uh, qua cái hội đồng hội trần thì cũng phải theo các lưu đồ này để đưa ra những cái tiếp cận về trần đoán để giúp cho cái tiên lượng bệnh cũng như là là đưa đến những cái đồ điều trị tối ưu và đối với viêm da cơ viêm đa cơ thì đặc biệt là những cái thể mà diễn biến cấp tính hoặc là bán cấp thì diễn biến nó sẽ rất khó lường có rất nhiều trường hợp bệnh nhân đến với chúng tôi chúng tôi không nghĩ là nặng như vậy nhưng mà chỉ trong năm bảy ngày 10 ngày sau là diễn biến nó đã như vụ đã vừa đặc biệt là À, như cái phần mà những cái bệnh nhân mà có những mắc cơ mà à, bệnh nhân có MDA5 dương tính thì chúng ta phải cướp thời gian à, cho bệnh nhân. Vâng thì trên cái lưu đồ này chúng người ta cũng đã chia ra rất là chi tiết cái việc là à, cấp tích à, bán cấp rồi những cái vai trò của kháng thể miễn dịch tự miễn và những cái phác đồ điều trị à, của corticoid của các thuốc sinh học à, cũng như là những thuốc ức chế miễn dịch và đặc biệt nữa là, là những cái phác đồ điều trị kèm theo như là chúng ta thấy trong hướng dẫn cũng đề cập đấy là à, ví dụ như là AVIG hay là à, chúng ta à, lọc máu thì à, giúp cho cái việc là những cái tiến triển nặng của à, bệnh lý viêm da cơ và có tổn thương phổi kẽ Đấy là cái giai đoạn mà tiến triển nặng của bệnh. À, với ATS 2023 thì à, đối với sơ cứng bì thì cũng đã đưa đến cập nhật những cái điều trị khuyến cáo à, về à, chúng ta sẽ đồ dùng à, MMF hay là chúng ta sẽ dùng thuốc sinh học hay là dùng thuốc thuốc ức chế miễn dịch trong từng cái phác đồ và đặc biệt là trong các hướng dẫn cũng đã nói đến cái vai trò của thuốc kháng sơ trong cái nhóm bệnh này đấy là nantidanic cũng như là Periferadone và như vậy thì uh, trong cái phác đồ điều trị thì ngoài những cái cập nhật thì chúng ta sẽ phải lưu ý gì trong cái điều trị của CTID, một là nhiễm khuẩn là một vấn đề rất cần quan tâm khi mà chúng ta chọn lựa cái phác đồ điều trị CTLD bên cạnh cái việc là những cái tác dụng không mong muốn của cái nhóm thuốc ức chế miễn dịch, cái nhóm thuốc sinh học, uh, corticoid của bệnh nhân này. Và sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài thì nó làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn. Và bắt buộc là chúng ta phải sàng lọc kỹ nhiễm khuẩn trước khi sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch như là vi khuẩn thông thường, lao, nấm hay là virus thì cái này là cái mà bắt buộc trên thực hành lâm sàng chúng ta phải nghĩ đến, phải thực hiện. Cân nhắc điều trị dự phòng nhiễm khuẩn nếu mà dùng các thuốc ức chế mạnh hoặc là điều trị lao tiềm ẩn nếu có và cuối cùng không thể quên đấy là đối với cả những cái bệnh nhân mà dùng thuốc ức chế miễn dịch, dùng thuốc sinh học những cái bệnh lý có mục tính thì cái việc mà tư vấn tiêm vaccine là rất rất quan trọng ở nhóm bệnh nhân này. À, rồi những cái điều trị uh, phối hợp khác như là điều trị trọng ngược dạ dày thực quản tăng lơ độ ạch phổi uh, điều trị các uh, rối loạn về mạch máu hội chứng reno phục hồi chức năng thở oxy và hỗ trợ tâm lý thì uh, là cái phác đồ chung của trận uh, điều trị lid thì trong ctld uh, các bác sĩ lợi chúng ta phải cũng phải quan tâm đến uh, để điều trị để uh, được một cái gọi là điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân và thì trên đây là toàn bộ cái phần trình bày của tôi về những cái update trong chẩn đoán điều trị của cái nhóm bệnh CTLD và tôi có một số cái kết luận trong bài trình bày của mình. Một là CTLD thì những cái bệnh cảnh lâm sàng cũng như là những cái tổn thương trên CT thì nó rất là đa dạng và nó cũng đa dạng về mặt diễn biến cũng như là tiên lượng, uh, cũng như vậy. Và nhiều trường hợp CTLD uh, bệnh phổi kẽ xuất hiện đầu tiên và là biểu hiện duy nhất uh, của những cái trường hợp mà bệnh tự miễn cái này là cái mà tôi cũng mong rằng là các bác sĩ chúng ta phải biết phải quan tâm đến thì chúng ta mới tiếp cận đi tìm được à, một tỷ tỷ lệ không nhỏ CTLD có tiến triển đến sơ hóa và đây là cái nhóm bệnh mà tiên lượng xấu và tăng tỷ lệ tử vong chúng ta phải phát hiện sớm chúng ta can thiệp điều trị các thuốc chống sơ thì mới giúp được cho bệnh nhân có cái uh, uh, có cái tiên lượng điều trị tốt được và cần phải theo dõi cái phát triển phát hiện cái tiến triển tức là cái theo dõi cái tiến triển LID cũng rất quan trọng trong cái uh, phác đồ điều trị của CTLD và chẩn đoán CTLD thì dựa vào triệu chứng lâm sàng, HRJ xét nghiệm và hội đồng hội trần thì giúp tăng cái chẩn đoán chính xác cũng như đưa đến những cái phác đồ điều trị tối ưu và cuối cùng điều trị CTLD chủ yếu bao gồm phối hợp có tiêu ít phối hợp các thuốc ức chế miễn dịch thuốc chế thuốc sinh học cho nên chú ý phải sàng lọc và dự phòng cái nhiễm trùng cơ hội và phần trình bày của tôi đến đây là hết xin trân trọng cảm ơn các quý vị rất là cảm ơn bài báo cáo rất hay rất cập nhật của phó giáo sư tiến sĩ phan thu hương à, sau đây chúng tôi xin kính mời giáo sư tiến sĩ đinh xuân anh